Xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện Motor Điện. Video hôm nay đang nghĩ xem là nên review cho các bạn xem cái gì đây. Nên là cái xe thì mình cũng chưa làm hoàn thiện xong cho nên đấy, các bạn có thể xem. Cầu các đăng đây. Xem có cái món gì xem nào, review cho các bạn nhỉ. Đây là cầu các đăng này. Có cả cầu các đăng phanh đĩa các bạn nhé. Đây là cầu điện này. Cầu điện thì là rất nhiều luôn này. Xem có cái món gì hay hay xem này. À đây rồi. Đây là cái cầu trước. Cầu dẫn động trước này các bạn này. Có cái món này thì một số các bạn là đã bảo mình review lên cho các bạn xem này. Nó hơi bẩn một chút các bạn ạ. Chắc là phải đi vệ sinh cho nó sạch sẽ lại một chút rồi mới review lên cho nó đẹp được. Thank you.
Xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện motor điện. Video hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn một cái bộ phụ tùng gọi là cầu trước dẫn động hệ thống treo độc lập. Nó sử dụng hoàn toàn là phanh đĩa dầu, cực kỳ là chất luôn. Như lúc nãy giờ thì các bạn đã theo dõi cái video lắp đặt của mình rồi. Đây là một bộ hệ thống cầu dẫn động trước. Nó là hệ thống truyền động vào đây và dẫn động độc lập qua hai bên hai bánh này. Cái hệ thống này gọi là hệ thống treo độc lập. Nó sử dụng hai cái giảm xóc đứng này, như cái dòng xe hơi của ô tô thôi. Đấy. Thì các bạn, có một số các bạn có thể không biết thì ở đây cái lỗ này là sử dụng để dùng, nó có một cái thanh gọi là thanh cân bằng nữa được lắp lên đây nữa. Đấy, đây là cái hệ thống một chữ A, một giảm xóc. Đấy, phanh đĩa rất là lớn luôn. Cái tim ốc này từ đây chéo qua đây là 11 cm, 10 cm nhé. Từ đây qua đây là 10, từ đây qua ốc dưới này là 7 cm này, đo chéo là 10 cm này. Cái cụm phanh dầu của nó rất là khủng. Đấy, đĩa rất là lớn, cụm phanh dầu cũng rất là to luôn. Cái này thì nó thích hợp sử dụng đối với những cái dòng xe chở từ 4 chỗ trở lên, dùng đoạn này là rất phù hợp. Và các bạn thì có một số các bạn đã hỏi đấy, nhưng mà mình chưa có đăng lên, thì hôm nay mình đăng lên để các bạn xem. Đây, phần này là phần để nắp hệ thống lái vào đây. Đấy, đây. Đây các bạn nhìn cụm phanh dầu của nó rất là to. Tới gần 20 cm luôn. Rất là ăn.
Ngoài ra nó còn thêm một số cái tai ôm ở đây nữa. Kích thước từ mặt nó ra ngoài bên này qua bên kia là 1,2 m các bạn nhé. Đấy. Chiều cao của cái giảm xóc này là 50 cm. Thì cái bộ phụ tùng này bên em đang bán với cái giá là 9 triệu 500 nghìn đồng. Các bạn có nhu cầu đặt hàng thì xin vui lòng liên hệ số điện thoại 0983 818 955. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình từ đầu giờ đến giờ. Các bạn chưa đăng ký kênh thì nhớ ấn đăng ký kênh của video cho em. Nhớ bật thêm cái chuông thông báo nữa, để mỗi khi có đăng video mới lên thì các bạn sẽ nhận ngay được thông báo. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình.